Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuận Quang đây. Hôm trước thì chúng ta đã hoàn thành xong cái bài tập vẽ cái phần ghế tựa, thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần 1, đó là vẽ các cái mặt bên. Đây là tờ bài tập của chúng ta. Chờ, bạn nào chưa có hoặc là bạn nào mới xem video này mà chưa xem các video trước thì hãy xem lại cái video trước ở dưới phần mô tả của video nhé. Ở đây thì hôm trước mình đã vẽ xong được các cái phần mặt đứng này, mặt trước, mặt sau này, và mặt nhìn từ trên xuống, mặt bằng này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái mặt bên này. Thì hai cái ghế này nó có chung một góc. Nó chung một góc, chúng ta chỉ vẽ cái này trước, sau đó ta nhân bản lên vẽ được cái dưới này. Đây chúng ta sẽ tập trung vẽ vào hình này, cái ghế này, và có cái lưới. Cái lưới thì chúng ta sẽ vẽ sau cùng nhé. Ở đây chúng ta sẽ tập trung là vẽ cái phần nào đầu tiên ạ? Chúng ta có kích thước phần dưới này, kích thước phần chiều cao này, đó, và các kích thước nó khá là chi tiết. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách vẽ cái ghế này. Dạ, các bạn mở AutoCAD lên. Và phần mềm mình đang dùng vẫn là phiên bản AutoCAD 2018. Thì tại đây mình sẽ quan sát hình một chút, đó là mình sẽ vẽ cái nào đầu tiên ạ. Ở đây các bạn thấy là chiều, cái dim tổng của chiều cao là 815 đúng không ạ? Và dim tổng của cái phần nằm ngang ở đây là 560. Ok, tại đây chúng ta sẽ vẽ là 815 về line. Lệnh line cách tích một điểm này, bật F8 này, để cho nó cố định nằm thẳng đứng này. Chúng ta nhập là 815 hướng xuống dưới, sang ngang sẽ là 560, được chưa? Ok, vẫn F8. Phần cách để kết thúc lệnh, chúng ta sẽ copy đường này sang, copy sang đây, được chưa? 560. Từ đây chúng ta sẽ có là đoạn này là bao nhiêu ạ? 380 và 40. Offset lên. Vậy chúng ta sẽ offset cái đoạn ở dưới này lên, được chưa? 380 và 40, chưa? Ok, tại đây chúng ta xóa đường ở dưới đi. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ vẽ từ cái chân này đi. Hai chân này là 22 đúng không ạ? Ok, mình sẽ vẽ line ra là 22. Đó, và copy. Lại CO copy. Ở đây chúng ta sẽ vẽ là CO copy là 22. Rồi. Tiếp theo tại đây chúng ta sẽ vẽ có cái bán kính là R bằng 30, được chưa? Nó bo cạnh này với cạnh thẳng đứng này. Chúng ta sẽ vẽ lệnh như sau. Chúng ta sẽ có lệnh là fillet F cách. Đó, tại đây chúng ta có sổ phím xuống thì thấy một tính năng là radius, là bo tròn theo bán kính. R chúng ta sẽ nhập R cách, hoặc là bạn nào có thể nhập nhanh là F cách R cách. Đó, và bán kính ở đây là cho là 30 thì mình sẽ nhập là 30. Chúng ta sẽ tích cái cạnh thứ nhất này, tích cạnh thứ hai, được chưa? Hãy nhớ là tích ở bên dưới này nhé, tích ở bên trên nó sẽ bo ở trên, mà tích ở dưới thì nó sẽ bo ở dưới. Đó, xong. R30. Tiếp theo tại dưới này chúng ta có một cái bán kính R30 tiếp theo nữa. Tại đây chúng ta sẽ dùng một cái cách khác, đó là chúng ta sẽ vẽ ra một đường tròn, lệnh là C, bán kính R30. Tại đây mình dùng lệnh mu này. Ok. Ở tại đây chúng ta sẽ có đoạn này ra là bao nhiêu ạ? Đoạn này là 323 đúng không ạ? 323 tức là 22 này. Ở đây là bao nhiêu? 48 đúng không? 48. 248 là 70. Đó. Dựng thì hơi thủ công một chút, chúng ta sẽ mu đoạn này vào. Bắt điểm vào đoạn này, thả vào đây, đúng chưa? Tại vì là 30, các bạn tưởng tượng nó giống như có một đường tròn ở đây, thì cái điểm 30, cái điểm trên cùng nó sẽ nằm ở cạnh dưới này, thì mình sẽ để đặt vào cạnh dưới đây. Xóa đường này đi,
Cái đường này nó chỉ có đường ở giữa thôi. Nó chim đoạn này đi, lệnh TR này. Cách này, chọn toàn bộ đối tượng này, cách này, tích theo này, xóa đi. Được chưa? Ở đây rồi chúng ta sẽ vẽ đường line tiếp theo này. Tích từ điểm dưới này lên này. Và bỏ phím F8 đi để ta thả tự do. Ở đây chúng ta sẽ bắt và tiếp tuyến. Tiếp tuyến chính là cái biểu tượng mà có cái hình tròn và dấu gạch ở đây. Đó, thấy không ạ? Đó thì đó chính là tiếp tuyến. Thì khi nào thấy xuất hiện cái dấu tâm này chúng ta tích điểm vào đây. Ok. Đó, tại đây chúng ta làm gì tiếp theo ạ? Nó cắt cái đoạn ở trong đi và một phần cái đường tròn còn lại, đúng không ạ? Lệnh TR chim. Quét toàn bộ đối tượng này. Được chưa? Ấn cách, chọn đối tượng này, chọn đối tượng này. Đó là ta đã có được cái phần khung ghế gỗ ở trước. Tiếp theo sang đến bên này. Sang bên này chúng ta có là bao nhiêu đấy ạ? Đoạn này 323, tức là chúng ta sẽ offset cái này từ đây sang đây là 323, đúng không ạ? Offset 323. Offset sang. Tại đây chúng ta có một cái đường tròn R50, vẽ tương tự như cái R30 phần trên này. C cách này là 50, được chưa? Và ta mu đúng cái điểm giữa ở đây vào đây. Đó. Cái đây chúng ta sẽ vẽ đường line nối vào. Ok, line thích vào đây và bắt tiếp tuyến như khi nãy, được chưa? Và tại đây chúng ta sẽ chọn và chim đi phần dưới này. Rồi, ở trên đây chúng ta sẽ có một đoạn tiếp theo là R và bằng 30. Ở đây 30, ở đây là 30. Chúng ta sẽ vẽ tiếp cái R30 trên này. Đó. C 30 mu bắt điểm đúng vào cái điểm góc phần tư, góc 6 giờ ở đây, thả ở đây, đúng chưa? Đó. Tới đây trên này chúng ta có cái gì ạ? Từ điểm trên này chúng ta ra đây là 12, đúng chưa? Và đây là R bằng 10. Ok, trên này chúng ta sẽ vẽ L vào. C 10. Chúng ta mu cái 10 này vào đây. Đó. Ở đây rồi thì để làm sao để vẽ được cái đường line mà cho nó nối được từ đây, được chưa ạ, đến đây, thì chúng ta sẽ phải dùng một cái lệnh rất là hay, đó là chúng ta vẫn dùng lệnh line. Cách này chúng ta gõ lệnh tan nha, nhắc lại line, sau chúng ta gõ luôn tan tan là tiếp tuyến, để nhận viết tắt của từ tangent, tiếp tuyến. Tới đây chúng ta sẽ bắt vào cái tròn này, thì nó các bạn bắt vào điểm nào cũng được nhé. Sau khi bắt được một điểm vào, bạn thấy nó là di động, đúng không ạ? Điểm này điểm di động, thì để bắt được phần điểm dưới này nó cũng là tiếp tuyến, thì bạn sẽ gõ tiếp và lệnh tan đó, và bạn bắt vào đây thì lập tức nó sẽ bắt vào trong ta, ấn cách để kết thúc lệnh, đúng chưa? Và nó sẽ tiếp tuyến của đường tròn trên và đường tròn dưới này bằng cái câu lệnh như vừa rồi. Ok, có bạn nào chưa hiểu không ạ? Mình nhắc lại một lần nữa nhé. Ở đây các bạn có lệnh line này, cách này, gõ tan này, nó bắt vào điểm này và gõ tan lần nữa. Trong bước tiếp theo và bắt vào điểm dưới này, bắt vào điểm nào cũng được, tự động nó sẽ bắt vào chúng ta, nên không có bắt sang cái phía bên này là được, mà bắt vào cái phần cung ở bên các cái điểm thuộc cái cung bên tay trái này. Vậy là đã xong. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng lệnh chim TR chim đi phần này, TR chim đi, yeah. Khá là ngon nghè rồi. Tại đây chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, được chưa? Rồi ở đây chúng ta sẽ có một đoạn là 40 ở đây. Để chúng ta vẽ được cái đường này, được chưa? Thì làm sao để vẽ được cái đường này, chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây các bạn thấy là, ở đây mình sẽ zoom lớn lên nhé. Đoạn 40 này nó sẽ bắt, tức là nó đi từ đoạn này cho đến cái điểm nào, đến cái điểm giao giữa cái vuông tròn này và cái điểm cuối của cái đoạn thẳng này, đúng không ạ? Đó chính là điểm giao đây. Và dim giữa đoạn này là khoảng cách là 40. Thế thì mình sẽ làm vẽ như nào để ra được đoạn 40 đấy. Ở tại đây các bạn sẽ nhập cái lệnh là OS cho mình. Lệnh bắt điểm OS.
Đấy, thì trong trong cái bảng OS hiện ra đó là Objection App, thì bạn sẽ tích sang cho mình cái tab đó là Polar Checking. Polar Checking ở đây. Chưa? Và bạn thấy cái tích kiểm là Polar Checking F10 đúng không ạ? Đó. Các bạn tích kiểm là tích kiểm ở đây hoặc là bật on bằng phím F10. Bật nhanh trên bàn phím. Thì ở đây bạn thấy là một cái lệnh, một cái góc đó là góc 90 độ mặc định ở đây. Còn nếu chưa có thì bạn có thể là tích kiểm ở đây và new là 90 độ được chưa? Nếu mà chưa có, còn nếu mà có rồi thì bạn không cần thiết được chưa? Ok. Và bạn để thêm một góc khác đây 45 độ. Nhưng tuy nhiên chỉ cần có 90 độ là chúng ta đã có thể là thỏa mãn cái trường hợp chúng ta sẽ định làm tích xong ngay sau đây rồi. Đó, ok, các bạn sau khi nhập tích kiểm ở đây rồi, nhập 90 các bạn nhấp ok nha. À, thế thì tại đây các bạn làm gì tiếp theo ạ? Các bạn gõ line này. À, các bạn vẽ một đoạn line bất kỳ, miễn làm sao để nó trùng trên cái đoạn thẳng có sẵn này, được chưa? Và các bạn tích điểm thứ nhất, tích điểm thứ hai làm sao rồi cho nó vào đúng cái điểm mà gì? À, cái điểm cuối của cung tròn, được chưa? Điểm cuối của cung tròn và cái điểm cuối của đường line nó giao nhau tại cái ô vuông này. À, thì bạn sẽ tích điểm 1 ở đây và tích điểm 2 chính là cái điểm giao này, được chưa? Đó. Và điểm số 3 bạn phải kéo vuông góc, được chưa? Thì cái F10 90 độ vừa rồi nó sẽ giúp chúng ta tạo ra được một cái đoạn đường gióng vuông góc với cái đoạn mà chúng ta vừa vẽ ở đây, được chưa? Đây là đoạn chúng ta vừa vẽ. Thì cái lệnh F10 nó tạo ra một cái phương vuông góc. Đó. Nếu bạn để ý kỹ, được chưa? Vuông góc với cái đoạn thẳng có sẵn là đoạn thẳng số 1 ở đây. Và sau khi chúng ta chỉ theo hướng vuông góc lên thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái đường theo cái phương vuông góc và hướng số 2 ở đây. Bạn thấy không ạ? Đây. Đường màu xanh đấy, bạn để kỹ sẽ thấy. Thế tại đây nó đã vuông góc so với cái đoạn thẳng số 1 rồi. Thì chúng ta sẽ nhập là 40. Đó, cách thì 40 chính là vừa bằng cái đoạn này. Đúng không ạ? 40. Nhập 40 rồi chúng ta sẽ vẽ line. Tích từ điểm này lên đây. Được chưa? Đó. Tại đây rồi. Tuy nhiên thì cái đoạn thẳng của chúng ta thì nó không chỉ dừng lại đến đây mà nó cần phải dài hơn đúng không ạ? Đây. Nó dài lên trên. Thế thì để mà phóng dài lên trên thì bạn sẽ vẽ cho mình một đoạn line ở đây. Bạn kéo đoạn line bất kỳ nhé. Như thế này. Không cần phải vuông góc hay là hợp với góc bao nhiêu cả, bạn chỉ cần vẽ đoạn line chắn như này. Thì sau đó bạn dùng lại Extend. Ở đây bạn sẽ chọn đoạn thẳng này là đoạn thẳng giới hạn. Sau đó ấn cách chỉ đoạn thẳng này thì lập tức nó sẽ phóng dài đến cái đích của chúng ta, được chưa? Đó. Thì làm sao mà cái đoạn thẳng chắn này nó phải chắn được cái chắn vào cái hướng mà đoạn thẳng này phóng đến thì nó mới phóng ra, được chưa? Rất là hay. Đấy, sau khi phóng rồi thì bạn sẽ xóa đoạn thẳng dựng vừa rồi. Tiếp theo đến thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Vẽ một đoạn thẳng như sau. Đó là L bằng điện. Tích từ đây, kéo xuống dưới này, kéo xuống. Tại vì sao? Các bạn thấy là cái đoạn thẳng này nó kéo thẳng ra tới đây, thì nó sẽ điểm giao của ông này với ông bên trên. Chúng ta sẽ đâm vào nó. Tiếp đến chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ chim TR đi. Mình sẽ chim bớt đi hai đoạn này để bạn nhìn nó đỡ bị rối, được chưa? Và tại đây thì nó hợp với là R bằng 30 đúng không ạ? Là có một cái đường tròn R 30 ở đây. Thì bạn sẽ làm gì để cho cái đoạn này nó bo đúng bằng R 30 đúng không ạ? Các bạn sẽ có lệnh fillet F cách này, R cách này là 30. Tích đoạn 1, tích đoạn 2. Đó thì tự động nó sẽ là bo R bằng 30. Đó, rất là chuẩn xác đúng không ạ? Cái đoạn 40 ta dựng rồi ta sẽ xóa đi. Tại vì đây nó không có. Chúng ta chỉ dựng nó lên thôi. Tiếp theo đến chúng ta sẽ làm gì? Đó, xóa được này đi. Nó ra hình ghế chưa? Ok, nó đã ra hình ghế rồi đó. Đấy, còn phần cuối cùng là cái phần cái mặt đệm này đúng không ạ? Cái mặt đệm ta sẽ vẽ như nào? Ở đây thì nó không cho kích thước chính xác, chúng ta sẽ vẽ theo kiểu áng chừng nhé. Ở đây nếu như bạn dựa vào hình mặt bên này thì nó là đoạn này nhô ra bằng 5 luôn. Ok, mình sẽ vẽ nhô ra bằng 5. Line. À, tích từ điểm này là ra bằng 5. Đó, lát nữa chúng ta sẽ bắt vào đây. Tiếp theo đến là gì? Bạn thấy cái đệm này đúng không ạ?
xoay chính là cái đệm bên này. Thì cái điểm cao nhất của nó chính là bằng 40 và trùng với lại trung điểm của phần ở giữa này. Thì mình sẽ làm như sau. Để vẽ line. Đó. Các bạn thấy bắt vào trung điểm đây đúng không ạ? Là lên là 40 nhưng mà mình tích điểm dưới thì phải là bao nhiêu? 80 đúng không? 80. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đoạn mặt đệm này bằng lệnh gì ạ? Bằng lệnh SP line được chưa? Lệnh SP line. Thì tại đây các bạn có thể là tích vào phần cạnh cung của 30 ở đây. SP line. Vẽ đường cong tự nhiên. Đó, bắt vào đây. Chính là cái điểm kết thúc của cái cung này và điểm kết thúc của cái đoạn thẳng line này, nó chính là điểm này. Các bạn bắt vào đây. Rồi các bạn đi như này. Bạn cứ tích điểm thôi. Và tích vào điểm này. Tích vào đây, tích vào đây. Bạn cứ tích tạm thời nha. Và tích điểm cuối là chính là cái đoạn vòng 5 này. Gần cách để kết thúc lệnh. Tuy nhiên thì các bạn thấy là sau khi ta tích như này xong thì nó rất là méo quá. Nó chưa được tròn mịn như thế này. Chúng ta sẽ dựa vào các điểm này chúng ta sẽ nắn. Được chưa? Đây các bạn zoom lớn này, càng zoom lớn thì chúng ta càng nắn được. Và cái điểm các cái điểm bên dưới này thì nó sẽ không được cao hơn cái điểm đỉnh ở đây. Và cái đỉnh này là đỉnh cao nhất. Đó, mình sẽ nắn cho nó cong, độ cong một chút. Lên một chút. Đó, lên trên một chút. Bạn zoom vào lớn nhé, zoom lớn cái con lăn lớn cái con chuột lên. Đó, bên này. Bên này chúng ta phải di chuyển điểm này lên đây. Và cho lên cao một chút. Nghĩa là sao nó không cao quá so với cái mặt đệm kia. Cái này gần thấp xuống một chút. Thấp xuống. Được chưa? Cái này nó thẳng lên đúng không ạ? Đây mình cần thẳng lên một chút. Cái này không được nhu sao quá nhiều. Zoom lớn này. Đấy. Đây là lệnh, một lệnh rất là hay, là lệnh SPLA. Đường cong tự nhiên và cho phép chúng ta có thể nắn được cái điểm đó. Phần này mình cảm thấy hơi cao đúng không ạ? Mình cho cái này xuống thấp một chút. Cho nó thấp một chút. Tương đối thôi đúng không ạ? Đó, bây giờ chúng ta có thể xóa được cái điểm này đi. Ok, vậy là cũng là khá là ngon lành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Đó là hack cái phần mặt đệm ở giữa này. Chúng ta hack, chúng ta có lệnh hát. Chưa? Vật liệu chúng ta chọn là cái giống như vật liệu bên cái mặt đệm bên kia là ARC đây. Chưa? Tích điểm này. Tỷ lệ ta đặt vào tầm 5. Ok, enter. Cách để kết thúc lại và đang có màu này các bạn có lệnh MA cách này hút cho vật liệu bên này và dán vào vật liệu bên này, đó là sao chép thủ tính của đối tượng, khá là ổn rồi ạ, đúng không ạ? Bây giờ ta sẽ vẽ lên cái gì ạ? Cái phần lưới bên ngoài này, một ô vuông này bao ngoài ngoài này và cái phần lưới chúng ta sẽ làm như nào. Ở đây các bạn sẽ gõ lệnh RAC. Bạn sẽ tạo ra một cái ô vuông bất kỳ như này đi, không cần phải kích thước cụ thể bởi vì trong bài toán nó không có. Đó, ví dụ cái lưới như này. Bạn sẽ copy cho mình cái lưới này sang, copy cái ô vuông này sang đây. Nhân đôi. Các bạn hack vào. Hack thì các bạn sẽ phải dùng một cái vật liệu là lưới ô vuông đúng không ạ? Ở đây có lưới ô vuông này chính là cái NSI37 này, được chưa? Đó. Hoặc là bạn nào mà dùng kết đời thấp thì lại xuất hiện ra bạn bảng này, kích vào dòng này, kích vào cái dòng nó là ANSI37 ở tại phần ANSI ở đây, được chưa? Kích vào đây, ok. Và nhập góc phải là gì? 45 độ đúng không ạ? Scale mình để ở tầm khoảng 100 đi. Epic Boy, bắt vào đây, cách 100 mình thấy nó vẫn sao là nó vẫn nhỏ đúng không ạ? Mình cho lên là khoảng 200. Tôi ổn rồi ạ.
nhưng mà nó đang gì, nó đang khá là mờ đúng không ạ? Mờ thì mình cho sang một cái màu khác đi, màu tối hơn. Sau đó chúng ta sẽ làm gì ạ? CO copy vào trong này thì chúng ta dùng lệnh là CO copy này, bắt vào điểm góc này, thả vào trong này, xóa cái này đi, được chưa? Đó. Tuy nhiên cái hack này nó đang ở trên ghế luôn, chúng ta chọn một hack này, chúng ta có lệnh DR, DR này, và chọn tính năng là B back và cho nó xuống dưới lớp hack RE để làm mới. Đó. Mô. Bây giờ ta đã có được một cái ghế mà đứng này, và để nó rõ ràng hơn thì mình sẽ chia sẻ thêm cho bạn một cái, đó là cái độ dày cho cái đối tượng chính của ta để cho nó thực sự là nổi bật lên, được chưa? Chúng ta làm bằng cái nào? Ở đây cái đối tượng ta đang để là layer 0 đúng không ạ? Và cái hack này chúng ta đang để là layer nào đây? Đó là layer 0, mình sẽ tạo thành một layer mới. Ở đây mình tạo thêm là layer hack. Hack, ok. Ở layer hack thì mình sẽ để một cái màu, đó là màu 251 ở đây. Cái màu đúng cái màu hack. Và mình sẽ gán tất cả những hack, mình chọn tất cả hack này. Đó, chọn tất cả những cái hack này. Chọn tất cả hack này. Đó, các bạn sổ xuống để là chỗ này để là 3 layer nhé. Và layer nào đúng không ạ? Các bạn phải chọn vào tag home này. Sổ xuống rồi. Gán cho layer hack. Đó. Còn lại những cái đối tượng này đúng không ạ? Đó là layer nào? Layer 0 đúng không? Layer 0 thì bạn sẽ mở tiếp hình cái bảng LA ra. Bạn kéo này rộng hơn. Thì tại đây chúng ta đang có layer 0 và layer hack. Thì layer 0 chúng ta sẽ để một độ dày là thế nào đấy? Lightweight. Lightweight nó đang nằm default đúng không ạ? Chúng ta cho lớn lên là khoảng 0.3 đi. À, 0.3. Đó, tích vào đây nhé. Chọn 0.3. Ok. Tắt đi. Đó. Và bây giờ các bạn sẽ có thấy là cái phần hiện tượng cái thanh độ dày ở dưới này đúng không ạ? Đó, nó tích vào dòng này thì nó tự động nó sẽ hiển thị độ dày cho nó dày lên nhỉ? Và bạn nhìn thấy nó rất là nổi bật, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nói chung là tổng quan là chúng ta đã có được một cái kết quả nó tương đối giống như lại hình vẽ rồi đúng không ạ? Đó. Phần hình bên này các bạn sẽ làm, các bạn copy nhân đôi là làm tương tự thôi, và các bạn có thể vẽ thêm như mình là cái phần ra tựa ở đây, được chưa? Cái phần này thì mình sẽ không vẽ chi tiết nữa, mà các bạn có thể vận dụng cái lệnh và những cái kinh nghiệm vừa rồi, các bạn có thể tự vẽ thêm cho cái phần ghế tựa ở đây. Ở đây mình sẽ không làm chi tiết nữa. Ok, vậy là bài tập của chúng ta đã hoàn thành. Các cái phần text ở dưới này thì chúng ta chưa được tìm hiểu đến, thì mình chưa giới thiệu đây, vì nó là những cái lệnh khá là nâng cao, được chưa? Đối với những bạn mà chưa biết về CAD nhiều, mình sẽ giới thiệu sau. Đây là những cái hình mà từ cơ bản đến nâng cao. Và chúng ta đang dừng lại ở level số 4, cơ bản level 4. Ok, chúc các bạn thành công. Đây là cái kết quả của chúng ta. Nếu bạn nào mà không làm được tại bước nào thì hãy comment ở phía dưới của video nhé. Mình sẽ giải đáp và dẫn cho bạn. Chúc các bạn thành công và mình sẽ cố gắng là ra thêm thật nhiều cái hình bài tập nó hay hơn nữa để cho bạn thử sức mình. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.